thực đơn hàng ngày hôm nay mình sẽ ăn ốc như các bạn mình sẽ có hai món ốc một món ốc kho xả và một món ốc nướng tiêu xanh kèm với rau ngổ mình sẽ xào với thịt nhé mình sẽ nướng tiêu xanh rồi mình kho xả ăn với món xào thì rất là ngon đó các bạn